chào tất cả các bạn. Hôm nay Phượng dẫn tất cả các bạn đi cái tiệm vải của người Việt Nam mình bán ở Mỹ. Thì bây giờ, thời buổi bây giờ thì các bạn cũng biết là đâu có cần phải mua vải để may quần may áo đồ ha. Nhưng mà ở bên Mỹ thì có rất nhiều bà con hay là đi mua mấy cái quần áo toàn là may sẵn không à. Nhưng mà có một cái người chủ ở bên Mỹ này, người ta không ngại cái đó, người ta không ngại là những cái công ty, những cái hãng lớn may đồ may sẵn mà người ta đánh vô một cái khách hàng là cần may những cái quần áo giống như áo dài của Phượng Vận nè, là cần phải mua vải để may đặng đo cho nó vừa dặn hơn. Đó là hôm nay Phượng Vận một bộ áo dài Phượng quay mình chia sẻ cho tất cả các bạn xem. Và một cái người chủ này á, người ta buôn bán ở Mỹ này rất là thành công, cho nên Phượng quay Phượng chia sẻ cho tất cả bà con cô bác mình xem. Vải ở đây thì có rất là nhiều vải, bao la và phong phú, đủ thứ loại vải hết, porcelain rồi gấm rồi lụa, rồi nói chung là loại vải nào cũng có hết. Bây giờ Phượng sẽ đi, Phượng quay Phượng chia sẻ cho bà con cô bác mình xem. Đó, đây là những cái vải, hình như vải này mỏng mỏng cũng giống như cái vải áo dài của Phượng nè. Đó, bây giờ mình đi, mình quay mình chia sẻ cho bà con cô bác xem nhé. Sắp sửa tới mùa Noel á, thì ở đây có bán những cái loại vải mà để mình làm cái mặt bàn rồi nè các bạn. Đó, có cái hình Noel màu xanh xanh, màu đỏ đỏ, con nai rồi cái chuông rồi, ôi đủ thứ hết. Cho nên ở đây nè, người chủ này người ta rất là hiểu rồi tâm lý, giống như sắp tới mùa Noel là dĩ nhiên có nhiều người người ta cần phải làm trưng bày những cái bàn đồ ở trên bàn, đồ có nhiều loại mặt bàn đồ cho nó đẹp, hay là những cái hình ảnh gì tượng trưng cho cái mùa Noel đồ. Đây nè các bạn nhìn thấy nè, thấy không đó, các bạn ơi. Khi mà Phượng đi vô trong tới tiệm vải thì Phượng gặp một chị Việt Nam. Dạ chị tên gì vậy chị? Là tôi tên là Mộng Thúy ạ. Dạ chị, hôm nay chị vô đây chị mua gì vậy chị Thúy? Là tại bao lại nệm ghế salon á. Dạ. Thì nó còn thiếu nhưng mà giờ chị còn tìm thấy có cái này là giống nhau. Dạ. Thì cái tiệm vải này là người Việt Nam ở Mỹ thành công ha kìa chị. Người ta bán đủ thứ loại vải luôn đó. Theo tôi biết á, dạ, là cái người mà mở đầu tiên mà đây từ năm 75 á, dạ, là bà đó, bà ở Việt Nam, bà đã là xuất nhập cảng vải rồi, dạ, thành ra bà đã làm cái tiệm này từ lâu lắm rồi, dạ, và thành ra tương đối cái tiệm này á, giá rất là dạ. cảm ơn cô Thúy ha. Dạ, thầy quảng cáo cho, dạ, quảng cáo cho tiệm vải này. Dạ. Đó, đây là những cái mẫu vải này đẹp lắm. Mấy cái áo dài này nhìn cho nó đẹp đẹp nè các bạn ha, là may những cái áo đầm nữa. Cái cô này cô đứng đây cô làm mẫu đó. Cùng quay cùng chia sẻ cho tất cả các bạn xem. Dài dài đây nữa nè. Wow. Có 3 đồng hay không tệ? Ở bên đây là có rất là nhiều mẫu mã giống như cái vải này để mình may cái quần này nè các bạn nè. Cái quần mà mình bận áo dài nè. Đó, vải này giống như vải phi bóng vậy đó, mình may quần, không thôi mình may áo gì cũng được tùy theo. Mỗi khi mà mình, nhiều khi mà mình thích cái vải nào tùy theo cái sở thích của mình. Mình muốn mua vải để mình may áo đậm đồ đủ thứ loại hết. Mình thấy đẹp ơi là đẹp luôn. Các bạn nhìn xem coi ở bên Mỹ này bán vải giống như ở bên Việt Nam không? Thường thường á, bên Việt Nam mình nó bán cái sạp sạp nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà ở Mỹ á thì bán những cái vải toàn là để cây bự vậy không à, mà bán số lượng nhiều á, số lượng lớn, cho nên ở đây người ta lễ một cây không à, chứ không có xếp chồng nhỏ nhỏ giống như Việt Nam Phượng thấy. Ở ngoài chợ thì ở Việt Nam Phượng thấy thì
xếp chồng nhỏ gọn gọn thôi, nhưng mà ở đây làm rất là nhiều đó. Cái người chủ ở đây người ta mua cái vải về rất là nhiều, người ta đặt hàng rất là nhiều luôn. Mình đi mình thấy có rất là nhiều loại luôn ha. Giống như có nhiều kiểu, nhiều khi mình thích nhưng mà mình đi ra ngoài shopping á, mình mua á, mình không có chọn được. Cho nên mình muốn ưng ý á, thì mình phải mua cái vải rồi mình tới nhà may, mình nhờ cái người may đồ người ta thiết kế, người ta may đúng cái ý của mình. Giống như Phượng là giống người Việt Nam đi, Phượng bận một cái bộ áo dài. Thì ở bên Mỹ thời trang người ta đâu có bán áo dài đâu nhiều đâu, các bạn vô shopping lớn không có áo dài. Mà nếu mà mình muốn đúng cái kiểu mình thích á, thì mình phải đi mua vải. Vải thì mình chọn tùy theo vải dày, vải mỏng, vải có độ giãn hay là như thế nào tùy mình đó. Đây là một cái loại vải mà mát mẻ nữa nè. Các bạn nhìn thấy nếu mà mình mua cái vải này á, coi nè, lưới nè, mà Phượng không biết là cái vải này làm cái gì ha. Cái vải này không biết làm cái gì ha, lưới dữ nè, tùy kiểu luôn. Đó, nếu mà ai nhiều khi á, cái vải này người ta làm cái áo khoác. Cái áo khoác để bận khoác ở ngoài đơn giản thôi, cho những cái nơi mà giống như cái khí hậu nóng nực á, nhiều khi mình bận cái áo khoác dày quá thì mình nực lắm, cho nên mình may những cái áo khoác đơn giản mà lưới này cho có thôi. Giống như Phượng cũng có mấy cái loại áo như vậy, thì nhiều khi mình đi mua không có, nhưng mà mình lợi mình kiếm mấy cái vải này á, mình may á, mà bận mát lắm nè. Cái này giống như lưới này, giống như lưới cá vậy ha các bạn ha. Bây giờ đi nữa, quay chia sẻ cho các bạn xem nữa. Quá trời vải luôn các bạn ơi. Có nhiều người á, người ta làm công sở á, thì người ta không có thích mua những cái bộ đồ mà nhà thiết kế mà thiết kế sẵn may bán sẵn, nhưng mà người ta thích là đi lại đây mua cái vải rồi đem tới nhà may, người ta may đúng cái ni của người ta thì người ta bận ưng ý hơn. Cho nên á, cái chủ tiệm vải ở đây người ta mới sống được các bạn. Chứ mà mình đi ra ngoài shopping á, mình cứ mua mấy cái bộ đồ mà may sẵn á, thì cái chủ tiệm vải ở đây thì làm sao người ta sống được. Người ta nói cái câu là 9 người 10 ý. Cho nên á, cái ý của Phượng á, nhiều khi Phượng đi shopping thì Phượng mua đồ may sẵn cho nó ơi mau lẹ cho rồi đi. Nhưng mà có những người ta không chịu vậy, người ta phải đi tới đây, người ta mua cái vải về đem cho nhà may may cho nó vừa cái ni mình, vừa cái body của mình, cái shape của mình. Mình bận làm sao ưng ý đó các bạn. Cho nên ở đây á, chủ ở đây nè, người ta mua quá trời loại vải luôn về để người ta bán cho đúng cái ý khách hàng, cần cái gì cũng có hết đó các bạn. Đó là vậy. Đây là những cái mẫu vải mà rẻ tiền nè các bạn, rẻ màu không à. Giống như mình có cần cái loại vải này để mình làm bất cứ cái chuyện gì mà nó không có phải sử dụng lâu dài á, thì mình nên mua những cái vải rẻ tiền này để mình làm. Giống như nhà mình á, đại khái là Phường không có biết, tùy theo cái nhu cầu của mỗi gia đình. Nhiều khi mỗi gia đình người ta cần cái vải đó để người ta làm gì, mà vải rẻ tiền thôi cũng làm được thì người ta mua thôi. Còn Phượng á, là bây giờ Phượng chưa cần tới vải cho nên Phượng chưa có giải thích được mấy cái này. Và bên đây á là cái này là ôi vải gì tùm lum hết, Phượng không biết nữa. Đi tùm lum la hết, quay cho các bạn xem coi vải bên đây quán cái cây bự đổ bố luôn nè các bạn ơi. Vải lưới, vải gì cũng có hết trơn. Cái này là lưới nè. Đó. Quá trời luôn ha. Cái nào cũng có, đủ thứ loại hết. Nếu mình cần cái nhu cầu, mình cần cái gì thì mình có cái đó. Đây nè. Giống như nhà mình á, cần giống như bộ ghế salon của mình á, cần mấy cái gối mà mình tựa lưng á, mà nó không có dơ á, thì mình mua mấy cái da này, mình về mình may mấy cái gối á, cho nó không có dơ các bạn. Cái này là giống như cái da nè,
nó giống như cái da. Nhưng mà Phượng nghĩ á, là hôm trước Phượng cũng có xài thời gian rồi, cái này chỉ xài chừng khoảng 1-2 năm thôi. Nếu mà mình xài lâu quá thì cái da này nó sẽ khô và nó bung đi, nó gắt đi à. Mà Phượng công nhận nha, mấy cái hãng giống như xe Lasset với Mercedes đồ á, người ta may cái da ghế rất là lâu, xài 5, 10, 10 mấy năm cũng không sao. Nhưng mà cái da này, cái loại da bình thường, da rẻ tiền, khi mà mình xài khoảng chừng 2 năm là sẽ bung lên à. Phượng có mua qua rồi thì người ta nói tiền nào của nấy các bạn ha. Đi dài dài đây nữa nè, cái da này nữa nè đó. À, Phượng quay hôm nay, Phượng quay Phượng chia sẻ cho các bạn xem. Ồ, nhiều quá các bạn ơi, đi dài dài Phượng quay nữa nè. Ở bên đây á, là bán cái da vải gì á, cũng cây cây bự bự hết trơn á. Khác với bên Việt Nam, Việt Nam là sắp nhỏ nhỏ. Ở đây á, là các bạn thấy người ta xài nguyên một cây vải luôn nè. Đó, giống như mình thích cái loại này, không biết cái loại này làm gì mà giống như nhung nhung mềm mềm nè. Tùy theo cái nhu cầu mình, giống như nhà mình cần cái gì thì mình ra đây mình mua cho nó hợp. Và bên đây nữa nhiều loại quá trời luôn á các bạn nè, cũng dán lên cho các bạn xem nè. À, hôm nay các bạn thấy không, Phượng bận cái bộ áo dài nè, ở bên Mỹ là cần phải đi mua vải để may, chứ bên Mỹ không có may áo dài. Người Mỹ đâu ai bận, tại cái bộ đồ này là phong tục của Việt Nam mình, cho nên mình thích bận thì mình đi mua vải về mình may. Và đi mua vải thì sẽ tới đây, rồi đi dài dài cũng quay nữa. Ngoài cái việc mà bán mấy cái vải á, thì ở đây người ta còn bán mấy cái loại giống như mấy cái dây nè các bạn, dây mà để thắt vô, dây mà để may vô những cái bộ đồ, những trang trí cho những cái bộ đồ mình đẹp á, thì ở đây người ta có thể người ta làm những cái dây đó rất là đẹp và tỉ mỉ các bạn ơi. Thì Phượng đi tới đây rồi Phượng thấy là rất là nhiều dây luôn nè đó. Tùy theo mỗi người, giống như ai thích cái loại dây nào á, thì mình mua về, giống như cái áo mình muốn viền, viền những cái mẫu nào mà cho nó đẹp đẹp á, đính đính vô những cái dây chiếu dây băng nè đó, chiếu lên á, thì mình mua mấy cái này. Ở đây nữa nè, bên đây nữa là các bạn thấy bên đây có bán nhiều loại lắm nè. Ờ, đủ thứ loại hết. Thì Phượng quay Phượng chia sẻ những cái người mà người ta rành về may đồ, thì người ta nhìn vô là người ta biết là cái đó là mình có thể mình may vô chỗ nào rồi đó. Hồi xưa Phượng cũng có học chút xíu về may đồ, giống như đây nữa nè các bạn nhìn nè, đây là cái mấy cái ren nè để may vô mấy cái viền áo đồ này nó rất là đẹp đó. Ở đây cũng bán sẵn hết rồi, đủ thứ loại hết ha các bạn ha. Trời ơi, ở đây chỉ quá trời chỉ luôn nè. Chỉ á, thường thường á, ở đây á, người ta bán từng ống bự bự như vậy nè. Hôm trước nhà Phượng á, cũng có một cái mấy cái ống chỉ, mà cái ống này mình mua về á, mình xài cũng lâu hết lắm các bạn. Nhưng mà nhà mình á, thường thường phải cần có mấy ống chỉ này. Nhiều khi mình bận cái áo xúc chỉ, không phải áo gấp mà nó xúc chỉ, nó dục chỉ, thì mình cũng may, mình nhíp lại để mình bận được. Thì dài đây nè, ở đây bán đủ thứ loại luôn. Dây kéo nè, dây kéo quần nè, sọt tia nè, đồ ai may quần tây đồ, dây kéo dài, dây kéo ngắn gì có đầy đủ hết trơn nè. Đó, các bạn nhìn thấy không, quá trời luôn ha, bán đủ thứ loại luôn á. Ở đây là Phượng chia sẻ là người Việt Nam mình á, là cái tiệm này là của người Việt Nam mình, mà ở nước Mỹ mình là thành công đó các bạn, là tại bán cái tiệm vải rất là lớn đó. Tại vì có những cái video trước á, thì Phượng quay Phượng chia sẻ là người Việt Nam mình vô gia cư, nhưng mà hôm nay video này Phượng chia sẻ là người Việt Nam mình thành công trên nước Mỹ đó. Bây giờ mình đi tới đây nữa mình quay nha. Bố cô không nhớ sao cô không có ra hỏi cô, bố chắc không biết nhớ cái làm nhiều quá cô nói là bạch bù á. Không á. Đây là cái giải ren. Cái giải ren này á là để mấy cái người mà người ta may cho những người mà bận ở cái khí hậu nóng nực
Tại vì cái ren này á, nó mát, nó mỏng và nó thoáng cái hơi á, cho nên mình bận mình không có có sợ nóng. Nhưng giống như ở Mỹ là mình cái mùa mà giống như cái mùa nóng á, là mình bận mình mua cái mấy cái ren này á, mình bận á, mình may áo đầm hay gì mình lót cái ở này ở mé ngoài á, mình bận nó rất là mát. Tại vì cái vải nó thưa, nó rất là mát. Cho nên ở đây á, người ta bán rất là nhiều loại ren để mà mình lựa luôn á. Coi nè, quá trời luôn ha. Tùy theo mỗi người, giống như nhà mình cần cái nhu cầu nào thì mình sẽ mua cái đó về mình làm thôi. Và ai mà biết may đồ á, là người ta nhìn cái vải đó là người ta muốn thiết kế vô cái những cái mẫu gì rồi các bạn. À, các bạn đứng ở chỗ này á là có hai giới khác nhau. Ở bên đây là cái loại vải này cho những cái em trẻ mà sắc sặc sỡ, mỏng mỏng chiếu chiếu nè các bạn. Đó, quá trời chiếu luôn ha. Mình có thể mình may những cái bộ đồ mà gợi cảm sexy, mình đi vũ trường khiêu vũ ha, hoặc là mình đi đâu, nói chung là vui vẻ cho những cái em trẻ, thì mình mua mấy cái vải này là bận là rất là đẹp luôn. Còn tới đây nữa là đây là dùng cho vải này, dùng cho những cái người đứng tuổi, lớn tuổi, giống như má Phượng, không thôi là chị của Phượng mà làm xui hay gì á, là mua một cái khúc vải này để may áo dài, dài nhung để làm xui da đồ nha. Ở bên Việt Nam là thường thường mình làm xui mình hay bận bộ áo dài lắm, mà có nhiều kiểu lắm. Ai mà thích bận vải nhung á thì tới đây, còn có nhiều mẫu lắm là các bạn, mấy mẫu sáng hơn nữa. Vải nhung bận mềm mịn lắm các bạn, lại nhìn nè, quá trời luôn ha. Phượng làm cái video của Phượng là tới nay làm được 115 gì cái video rồi đó, mà có không cái video này là Phượng bận áo dài à, tại cái này đi lại tìm vải rồi mình bận cái bộ áo dài luôn mình quay. Cái áo dài này Phượng may Phượng nghĩ là chắc 5 năm rồi đó, 5-7 năm rồi chưa có bận á. Lần đầu tiên mà Phượng bận chứng tỏ là 5-7 năm sau mình cũng còn cái dáng dốc như vậy, chứ không có bự hơn và không có nhỏ hơn ha. Phượng bận cũng còn vừa nè. Cái bộ dài này là Phượng may Việt Nam là 5 năm rồi đó các bạn. Cho nên hôm nay đi tới tiệm vải quay chia sẻ cho các bạn, mà Phượng cũng mừng là tiệm vải này buôn bán ở nước Mỹ rất là thành công, bán rất là nhiều vải luôn nè, đẹp ơi là đẹp luôn ha. Đây nè, ôi cái mẫu này mà đi quán bar vũ trường mà bận lên một cái là coi như khỏi mở đèn luôn á các bạn. Các bạn nhìn coi nè ha, để Phượng ấy cho các bạn xem rồi, chiếu và hơn là ấy nữa. Cái này giống như gắn lục á. Cái mẫu có nhiều mẫu lắm, cho nên ở đây á, không biết mấy cái người mà người ta sản xuất vải á, người ta hiểu á, người ta hiểu tâm lý lắm. Có nhiều người ta thích chiếu, rồi có những người người ta không thích chiếu. Giống như không thích chiếu thì cái vải này đó, mà thích chiếu á thì vải này, tùy thôi, ai thích lựa loại nào thì lựa ha. Bây giờ mình đi chỗ khác coi có nhiều người ta tới đây ta lựa không, để mình đứng đây á, cái người khách người ta không có lựa được, tội nghiệp người ta ha các bạn ha. Đi với Phượng nha. Mà nó mỏng hơn không chị? Cái này được không? Cho người ta kê đầu á, nó không dơ á. Cái đó được. Thấy không? Cho cái gói người ta kê đầu á mà nó không bám vô dơ á chị tệ. Hôm trước em mua rồi mà mới xài 1-2 năm cái nó bung. Ủa mà đen hay là gì? Không, cái vải này dở lắm chị tệ ơi. Xài một thời gian cái nó cứng nhắc à, rồi cái nó gắt à. Nhất thì mua vải đi, thì mua dao vải đó. Đâu vải nào đâu, cái này được không? Đó cái đó đó. Hay là mua LV kìa, đồ của tôi bên kia kìa. Thôi, cứng nhắc. Cái này mua cái này. Giúp chị này xong rồi giúp cho mình. Ok dạ. Rồi mua cái này ha. Cái này. Cái da. Cái này khoảng ta không biết mấy da ta, cái này nhung da vậy? 8 đồng. Cái này khoảng 2 cái áo gối nữa ta. Về 2 cái. Mua 2 da đi. Là 2 da đi. Ừ. Bây giờ em may mấy cái bao áo gối rồi. Ủa ai mở tiệm hả? Ê không, cái áo gối hồi trước của em á nó gắt hết trơn à. Hôm trước em mua cái này rồi gắt. May lại cho nó ấy rồi.
Nè các bạn ơi, đây chị, chị cắt chuyên nghiệp luôn. Chị làm ở đây bao lâu rồi chị? Mới có 1 tháng rồi. Thôi, chia sẻ thiệt tình đi. Chị làm ở đây lâu lắm rồi phải không? Ừ. Nha. Em cảm ơn chị nha. Đó, okay, chị mắc cỡ các bạn ơi, cho nên chị không có muốn chia sẻ. Cái này đưa cái giấy này hả? Để tính tiền lên trên á. Dạ. Cảm ơn chị nha. Không có gì. Đó. Phượng vô đây, Phượng quay, Phượng chia sẻ. Wow, trong đây quá trời nhiều giải luôn ha. Tùm lum luôn á. Dạ. Hôm nay Phượng đi tới đây, Phượng quay, Phượng chia sẻ cho các bạn xem. Ở đây bán giải rất là đa dạng. Bạn nào mà muốn mua giải đi tới đây. Phải không chị? Yeah. Chị này là chủ ở đây á các bạn. Cái này em vô đây em quay em chia sẻ giùm chị. Dạ. Trời ơi. Tại vì đi tới tiệm giải thì em quay em bận áo dài. Ở đây tiệm giải gì làm lâu chưa vậy chị? Làm từ hôm cha tôi tới ông con luôn mà. Vậy là bà lâu năm lâu đời lắm rồi phải không chị? Không có ai hết là đó. Dạ. Ở đây là cái chị chủ chị nói là làm rất là lâu rồi các bạn. Vậy là chị mua mấy chục cái nhà luôn rồi phải không? Quá trời lâu rồi. Từ ông cha mà chứ tới ông con nè em. Em cũng chúc cho chị mua vài trăm cái nhà nữa. Ừ, tại em rất là mừng. Người người Việt Nam mình mà qua Mỹ mà thành công như vậy mừng lắm luôn á chị. Ô chị bán cho em cái kim đi. Dạ, mai tay á. Dạ, cô muốn loại nào, cái nhỏ, cái lớn thì cái lớn này. Cái loại lớn loại màu nào chị? Loại lớn này là cái hai loại á. Đây nè. Không phải cái loại này. Hôm trước em nhớ có cái loại bự nào. Cô muốn loại bự nữa hả? Dạ. Cái này không ta? Thôi loại này đi. Cái này dễ thấy hơn nha. Nhiều hơn đó. Không, cái này nè, cái này ít hơn phải không? Cũng ít hơn hả? Ít hơn mấy cái đó đi cô. Cái này nhiêu? Đồng 1.5. Biết đâu em bỏ cái video này á, nhiều người lên á, coi coi video này cái là chúng em mua giải giùm chị á. Dạ. Giải quá trời giải luôn. Dạ. Bên bên kia nữa. Ờ về để em qua bển em quay nữa ha. Bên kia thì bán về mây màng. Dạ. Anh quay chị có đứng quay thôi. Bán mây màng hả? Mai màng rồi mai clip mai đồ lạnh. Dạ. Dạ. Để em qua bên kia em quay em chia sẻ. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ. Thôi cảm ơn chị nha, em đi qua bên kia em quay em chia sẻ. Ở trong tiệm á chất quá trời luôn, chất không hết luôn á. Thì xong rồi á chị chủ ở đây á chị chất ra tới ở mấy ngoài này luôn đó các bạn. Thì đi về dài ở đây cũng bán quá trời nhiều loại luôn ha. Nè, Phương quay chia sẻ cho các bạn. Người nhiều khi á đi quay á mà Phương thấy người Việt Nam mình ở trên nước Mỹ mà thành công, Phương rất là mừng và ấm lòng luôn. Phương rất là vui vì được những người Việt Nam mình qua bên Mỹ mà làm vậy cũng giúp cho nước Mỹ một phần nào đó, cho cái kinh tế Mỹ mình nó phát triển lên ha. Bây giờ Phương đi qua bên cái tiệm giải bên kia của chị nữa, tại vì cái khu này á là có hai tiệm giải. Một cái ở bên đây là giải bán quần áo, may quần áo, còn cái tiệm bên kia là bán giải may màng. Các bạn đi với Phượng đi qua bên tiệm bên kia ha. Đi tới đây nè, đây là một cái tiệm giải nữa nè các bạn. Thì cái tiệm giải bên đây đó là phần công đó là mấy cái người giống như đủ thứ đó. Mà Phượng thấy hình như là Ấn Độ cũng mua giải này rất là nhiều. Quay Phượng chia sẻ cho tất cả các bạn xem. Đó, ở trong đây là giải chuyên bán giải màng. Giải màng và đủ thứ loại giải luôn. Hai cô phải không? Long Tham Gucci. Hả? Lâu quá không gặp. Bữa nay thấy con khác không?
đó nữa. Trời ơi, con làm kênh YouTube nè, con quay con để lên quảng cáo giùm cô nha nè. Đó, thấy không? Con này con dễ thương lắm. Nó cởi cái khẩu trang ra để con quay lên cho bà con quá thôi. Bây giờ dài đây con quay mình chia sẻ cho các bạn xem nè. Trời ơi, giải đẹp quá trời luôn, sao chịu nổi vậy cô? Đây nè, thấy không, đủ thứ loại luôn, thấy không? Trời ơi, con đi vô con làm YouTube rồi có đó, thấy không, làm lên đó. Vậy là trả tiền đó nha. Ở đây giải nhiều quá, cái giải này làm gì vậy? Méo dài, méo đậm. Ở dạo đậm hả? Thôi nãy kêu thằng cô nhưng mà nhìn kỹ là trẻ quá, thôi kêu thằng chị. Ừ, lớn tuổi rồi. Trẻ quá trời luôn hả? Bộ áo dài này của em may 6-7 năm rồi mà em chưa bận, lần đầu tiên bận á. Đẹp đó, may hoài mà không bận. Cái dáng nó đẹp rồi, thành áo dài mặc nó đẹp. Nè, ở bên Mỹ này nè, cái giải này để may áo dài nè các bạn ơi, để Phượng lấy ra chia sẻ cho tất cả các bạn xem đó. Cái này là may cái lớp ở phía ngoài, cái này mà mình gia đình mình mà có đám cưới hay gì đó mình may ha, cái mình chụp hình lên ha, trời đất ơi, bảo đảm luôn á, nhìn thấy mình không, không thấy cô dâu chú ghế. Chị lại đây cho em quay chút xíu đi, em hỏi thăm chị chút đi. Chị thấy em cực cười hoài đó nè, các bạn nhìn thấy nè, thấy không, đẹp dễ sợ luôn á, Phượng thấy Phượng thích lắm luôn nè. Đây là đây không, giống như là đây em hỏi sơ sơ về cái giải này sao sao á, chị chia sẻ giùm em đi, tại nhiều khi em không có bán ở đây, em không có hiểu nhiều á đó. Giống như cái giải này á, thường thường cái người khách á, người ta mua cái giải này để người ta làm cái gì chị? Bận áo dài phải không? Áo dài. Dạ. Mình sao áo đầm nè. Áo đầm, lên áo dài á chị. Yeah. Dạ. Đó. Nhìn thấy đẹp quá trời luôn ha. Cái này bao nhiêu một mét, nếu mà tính một mét á. Dạ. Yeah. 15 đồng da lẻ mà. Một da là bao nhiêu mét chị? 9 tấc. 9 tấc là 15 đồng các bạn. Nè. Quá đẹp luôn. Chị tên gì? À, chị tên Anh. Chị quay ra đây nè, ngay cái ống kính này nè. Chị Anh, chị bán giải ở đây nè các bạn. Chị rất là dễ thương nè. Phượng xin chỉ, Phượng chia sẻ cho các bạn xem. Đó, hình như em cũng có một bộ áo dài mà cái giải lót ở mé ngoài á, cũng giống giống cái này nè. Mấy cái này mà may áo dài lên là đẹp lắm nha. Đẹp giống lắm. Như làm xuôi, ngồi xuôi đồ ha. Mình lên cô bộ áo dài chỉnh chu rồi đẹp, rất là đẹp đó chị ha. Cô dâu cũng đẹp lắm đó mày. Đó. Rồi coi đi ha. Dạ em cảm ơn nha, cảm ơn nha. Đi về dài đi em quay nữa. Chị bữa nào chị coi cái kênh YouTube gặp chị trên đây á. Đi sụt lùi đi. Rồi đi dài đây quay nữa các bạn ơi. Quá nhiều luôn ha. Ở đây á, cái chị chủ ở đây á, chị cũng rất là thích Phượng quay, Phượng chia sẻ cho các bạn xem. Thật sự quay chia sẻ này cũng tốt, tại vì quay đăng lên cho nhiều bạn, nếu mà bạn nào mà họ không biết cái tiệm giải này á, thì mấy bạn cứ tới cái tiệm giải ở đường Paris nè đó, các bạn mua. Đây là một cái giải này nè, để may màng nè đó, giải may màng á, nhìn chắc lắm luôn các bạn, mà rất là đẹp đây nè. Thật sự ra Phượng á là ở bên Mỹ nè, nhưng mà Phượng đi ra ngoài á, Phượng mua mấy cái màng mà người ta may sẵn á, thật sự ra Phượng không thích đâu, là tại vì mình không có đúng cái ý mình. Nhưng hôm trước Phượng á có đi tới đây rồi, bởi vì mấy chị biết Phượng là tại vì Phượng mua cái giải may màng đúng theo cái ý của Phượng. Phượng thích cái loại giải nào thì Phượng mua cái giải đó, và cái giải theo cái ý muốn của mình, mà giải tốt, rất là tốt luôn các bạn, rất là nhiều màu. Đây nè các bạn nhìn thấy nè, rất là nhiều màu và rất là đẹp. Nè, thấy không, rất là đẹp. Mình thích cái giải nào thì mình mua, mà chịu khó mình mua. Trời ơi, cái này nó sụp xuống rồi, chết rồi. Mình chịu khó mình mua thêm cái bằng máy may về mình may nữa là đỡ tốn công, tại vì may màng rất là dễ. Mình cứ may hai cái đầu ấy, mình thỏ cái cây vô mình luồn rất là dễ, kiểu may màng dễ lắm, may màng đơn sơ dễ lắm các bạn. Phượng đây là Phượng không biết may, nhưng mà may màng là Phượng biết may đó ha.
cái vải màu hồng đẹp quá ha. Wow, nói là cái tiệm này á là rộng lớn lắm các bạn. Khi mà đi tới tiệm vải mày đồ mà Phượng thực sự á, Phượng đi qua bên Mỹ này á là mười mấy năm rồi á, Phượng chỉ biết có một cái tiệm vải này thôi à. Tại vì tiệm vải này lớn lắm mà bên đây ít ai bán vải đó. Bán vải á mà đâu có ai mua đâu, ít đó. Tại vì phần đông là bên nước ngoài này á, ta đi vô shopping, ta sắm quần sắm áo người ta bận không à. Người ta không có may sẵn. Nhưng mà nhờ cái mà ít ai bán, có một người bán cho nên người ta mới sống, người ta mới trụ được và làm việc mấy chục năm từ đời này tới đời kia luôn á các bạn. Phải không? Cái chị chủ nãy chỉ chia sẻ với Phượng á là làm từ đời này sang đời kia luôn á, rất là lâu rồi đó. Chứ không phải là mình thấy người này bán rồi cái người kia cạnh tranh, cứ mở tùm lum tùm la thì bán thì cạnh tranh nó rất là mệt. Và ở nguyên cái San Jose này Phượng thấy có mình cái tiệm vải này bán thôi á. San Jose này lớn lắm mà. Đây là cái vải may màng nữa nè, các bạn nhìn thấy. Cái vải này Phượng nói 20 năm chưa gách, rất là chắc luôn mà dày nữa. Cái kiểu này Phượng nghĩ là mấy người Ấn Độ người ta thích cái kiểu này lắm nè. Nè, cái hoa văn này nè, người Ấn Độ rất là thích kiểu này. Và đi mấy bên đây rất là nhiều à, may màng, không những may màng mà may đủ thứ loại, mình thích may gì mình may đủ thứ màu luôn nha. Hôm nay bận bỏ áo dài đi vòng vòng tiệm vải vui ơi là vui. À, bận áo đầm với bận quần jean hoài cũng thấy thường thường ha. Cái bận bộ áo dài nè, cái tự nhiên cái thấy người mình nó lạ lạ sao các bạn ơi. Nhìn khắc khác á. Đi về dài đây Phượng quay chia sẻ cho các bạn coi nữa nè. Đó, nhiều vải lắm. Mình muốn may mình bận đồ bộ cũng được. Ở đây vải thun nè, giống như mấy cái vải ở bên Việt Nam nè. Vải thun mà để bận đồ bộ á. Đây nè. Các bạn. Nhìn em ga luôn á. Đúng. tưởng cô gái nào xinh xắn quá. Ngân có xuống đây chơi không chị? Có chứ. Lâu lâu bà có ghé đây chơi không? Nhà mình á mà có cái bàn dài mà mình sợ cái bàn mình bị hư cái mặt á thì mình mua cái này là mặt bàn đẹp ha anh ha. Hay muốn tấm này về trải ở nhà mình không anh hả? Mua không? Thấy đẹp nè, bông đẹp nè. Đó. Tắm về để trải cái bàn lên. Ở như mình ăn cái gì mà nó có đổ ha, nó bị cái gì mình lau được á anh ha. Thôi này bông quá không ha. Có nhiều kiểu lắm nè các bạn. Nè. Không thấy kiểu nào đẹp anh? Hả? Kiểu dưới này hả? Đây đó nè. Đang kiểu nữa nè, rút ra tùm lum lát quá. Mấy chị này mấy chị kéo lên mệt luôn rồi. Bây giờ mình mua tấm về để mình làm mặt bàn ha, cho sạch bàn không anh? Mua đi. Mua hả? Chị ơi, em muốn chị tới đặng em quay chị á. À, đây là một cái mặt bàn mà nhà Phượng á cần 3 da mà mỗi da là 4 đồng, 3 da là 12 đồng. 13 đồng 50 cent, 13 đồng. 13 đồng 50 cent nữa. 13 đồng 11 cent. Cắt chuyên nghiệp ghê không các bạn? Coi kìa đẩy thẳng luôn rồi. Đó. Cái nào nữa? Cái này là đủ rồi chị ơi. Đó, chị tên gì chị? Đây nè. Chị Vi, chị cắt giỏi ghê ha. Chị làm ở đây bao lâu rồi chị Vi? 8 năm rồi. Ôi hả? Chị, ở đây còn mướn người không? Cho em xuống đây em cắt giải với chị. Qua hỏi ông chú đi. Ở đây chị làm 8 năm là cái lương chị cũng cao lắm ha chị Vi ha. Vậy bao lâu chị đi về Việt Nam lần không chị Vi? Không có đi đâu. Chị hả? Về bỏ quê luôn hả?
quê mình sao mình bỏ xứ sở mình mà sao mình bỏ phải không xứ sở nhưng mà mình tại vì không về bỏ, thôi tại vì, covid thôi mình không có đi thôi ý em nói chị qua Mỹ hồi đó giờ chị có đi về không á về được mấy lần ồ vậy hả trời ơi em thấy hình như em xuống đây em thấy chị cũng trẻ vậy hoài không thấy chị già gì hết trơn trời thương vậy hả trời thương nhưng mà em á thì giờ em thấy em nói già đâu em còn ngày càng đẹp gái vô đây hồi nãy chị không kiếm không phải không trúng em nữa đó. Rồi anh ơi anh đừng quay em xóa đi nha quay cổ đi được rồi xóa chị trời ơi lâu lâu chị em mình gặp tự nhiên xóa đây nè cái này giống như cái bông không các bạn thường á cái hàng này á mà mình mua cái cục này á giống như mấy cái kiểu Ấn Độ lắm anh ơi phải không người Ấn Độ người ta thích cái mẫu này lắm nè đây nè và nhiều kiểu lắm đây nè tới đây quay chia sẻ cho các bạn xem nè. Quá trời luôn dây tùm lum hết á mấy cái dây này là cái dây buộc màng nè các bạn dây buộc màng đủ thứ loại luôn ha ở đây bán rất là phong phú luôn qua đây nữa nè anh ơi dẫn các bạn qua đây coi nữa nè trời ơi cái đây lưới nữa nè anh ơi giải gì mà đủ thứ loại giải hết trơn á nhiều khi mình không đi tới đây thì mình không có biết thiệt á cái này mai đủ thứ loại muốn cái gì cũng có giải giải gì cũng có hết trơn các bạn ơi quá trời luôn mốt xốp gì cái gì cũng có hết cái này đó nè cái này kêu chỉ cắt cho mình chút để mình về mình nhét vô cái cục thâu á trời luôn đủ thứ loại hết các bạn thấy giống như vô đây là giống như một cái gừng giải không mình đi vô trong đây á mình kiếm cái loại nào cũng có hết chứ màu nào cũng có hết coi như nếu mà cái đầu mình có cái suy nghĩ là mình đi mua giải là dĩ nhiên đi tới đây bắt buộc là mình phải mua thôi tại không có cái gì mà thiếu hết trơn đòi hỏi cái nào cũng có cái đầu mình cần cái gì là có cái đó hết và bây giờ hướng dẫn tất cả các bạn đi lại đây tính tiền nè coi nè quá trời luôn ở bên Mỹ này mình bán giải lạ lạ ha dựng cây bự bự không à các bạn đó chị ơi tính tiền em cái này đi cho thiếu được không lâu ngày gặp lại cho em thiếu đi em lại cho thiếu đi nãy giờ có quay bên tiệm lớn anh chưa quay rồi quay kêu bà tệ bà cho quay bà không cho kìa 13 đồng 11 cent giở mặt ra coi cái rồi cho dễ thương chút xíu rồi chị che mặt không ai thấy đâu trời giở mặt thì thấy còn đẹp nữa đừng nói giở mặt rồi giở mặt ra cho coi cái đi bà Ngân mới xuống đây chơi nữa hả chị lại lâu lâu đi xuống chơi đường gì hồi trước bà cũng làm biết là làm đây lâu không ha chị Ngân á nó làm cũng lâu rồi nó nghỉ rồi bây giờ không có làm ở tiệm đó nữa hả không bỏ rồi sang người ta hả không chị sao lại đóng cửa tạm thời còn làm dạ rồi cảm ơn dạ bây giờ em đi vòng vòng đây em quay nữa ô cái đây cái gì lạ lạ nè quay cho các bạn sập cago đủ thứ loại bông hoa may đồ bộ hồi nãy giờ Phương chia sẻ đủ thứ loại cho tất cả bà con cô bác bạn bè thân yêu của Phượng xem và trong cái mùa Covid này thì Phượng mến chúc tất cả bà con cô bác nhiều sức khỏe an lành hạnh phúc giữ gìn sức khỏe nha đừng có đi tùm lum tùm la bị Covid Phượng nói vậy chứ Phượng cũng bịt khẩu trang nè Phượng thấy không đứng gần ai mà không có ê nè em đứng xa xa đâu đứng gần ai đâu em nói vậy nè chứ em bịt lên em nói không được mình chúc tất cả các bạn nhiều sức khỏe bây giờ Phượng đi về nhà các bạn ơi các bạn đi với Phượng về nhà cùng chơi ha đi nãy giờ mỏi chân quá về nhà trò chuyện tâm sự chơi các bạn Phượng đi về tới nhà rồi
hôm nay được bận cái chiếc áo dài Việt Nam truyền thống của dân tộc Việt Nam mình, cảm thấy ấm áp làm sao á. Phượng quay 110 mấy cái video rồi, nhưng mà lần đầu tiên á Phượng bận được cái chiếc áo dài này, Phượng cảm thấy nhẹ nhàng làm sao á. Phượng thấy nó lạ lạ, thấy thương thương làm sao á các bạn ơi. Nói gì thì nói chứ mình đi xa xứ nhưng mà mình cũng vẫn nhớ quê hương của mình ha. Lâu lâu mình cũng vẫn khoác lên một cái bộ áo dài truyền thống ấm áp thân thương của mình để mình tỏ tới cái lòng thành của mình, tới đất nước của mình ha. Mặc dù Phượng ở bên nước Mỹ nhưng mà kệ nó, mình cũng bận đồ theo tay vậy, nhưng mà lâu lâu mình cũng theo Việt Nam của mình bận như vậy, thấy thích ơi là thích ha. Các bạn thấy Phượng bận áo dài cũng còn thấy vừa ha, tướng Phượng bận còn thấy được ha nè, được không? Lâu lâu á mình khoác cái chiếc áo dài lên á mình thấy cũng còn được không đến nổi ha các bạn ha nè. Cái này Phượng may là 6-7 năm rồi đó, mà hôm nay đi quay cái video cái chỗ tiệm vải á, cái mình mới có dịp mình bận lại. Tại vì chồng của Phượng nói hay là hồi đó giờ em bận đồ tay đồ jean áo đầm không à, hay là hôm nay em thử em bận áo dài đi, mà bận lên thấy thích làm sao á các bạn, thấy lạ. Và Phượng mong các bạn coi ủng hộ Phượng nha. Bây giờ Phượng về tới nhà rồi, nhưng mà ở nhà có một mình nè, lấy cái điện thoại ra ngồi đây trò chuyện tâm sự. Mình Phượng nhìn cái điện thoại á, Phượng cứ nghĩ là 45.000 bạn coi Phượng á, cho nên những cái gì Phượng nói là nói thật hết. Tại vì Phượng nghĩ là 45.000 bạn bấm cho Phượng, nhưng mà còn hơn cái số đó nữa thương yêu Phượng lắm, cho nên Phượng phải nói cái gì ha, Phượng đi quay cái gì Phượng cũng quay từ trong cái trái tim của Phượng quay ra để Phượng chia sẻ cho tất cả các bạn xem hết. Phượng mong tất cả các bạn đón nhận cái tình cảm chân thành của Phượng tới tất cả các bạn và con gần xa ha. Trong cái mùa Covid này á thì Phượng đi ra ngoài Phượng cũng sợ sợ lắm, nhiều khi á đeo khẩu trang á nói ngợp cái trong cái đầu của mình á, mình không nhớ mình nói cái gì luôn á các bạn. Cái Phượng thấy mấy cái chỗ nào vắng á, không có ai hết, cái Phượng đi chỗ đó cái Phượng quay Phượng khỏi đeo. Nhưng mà khỏi đeo lúc đó cái tâm trạng mình thoải mái mình mới nhớ được mình nói cái gì, còn đeo vô ngợp quá nó không nổi đó. Mà mỗi lần mà đi quay là đều nhớ tới các bạn ở trong lòng mình, nhớ mình phải nói những cái gì chân thành chân thật, và mình mong tất cả các bạn đón nhận bằng cái tình thương chân thành nữa đó. Bây giờ đi về tới nhà rồi, mới đi quay xong đi về tới nhà rồi mà bận cái chiếc áo dài này á, tự nhiên cái không muốn thay ra cái muốn lấy cái điện thoại quay nữa. Không muốn cởi ra, lâu lâu bận thấy lạ đó. 6-7 năm rồi đó mà giờ bận còn thấy vừa đó. Còn thấy vừa, cái mai mốt đi về Việt Nam mai 1-2 bộ nữa quá, 1-2 bộ để bận. Tại cái này hồi trước đi về Việt Nam cũng mai 6-7 năm rồi. Mà giờ lấy ra bận cái thấy lạ, cái tự nhiên không muốn tháo ra, không muốn cởi ra. Mấy hôm nay Phượng đi quay cái cảnh mà người bên Mỹ có nhiều người vô gia cư. Thì ở bên Mỹ này các bạn biết Việt Nam mình là đi qua bên đây có những người thì người ta thành công, nhưng mà có những người cũng không thành công, rất là tội nghiệp, rất là dễ thương. Mà Phượng nói có nhiều người nói Phượng sao không quay mấy người thành công, thì khó kiếm lắm các bạn, lâu lâu mới kiếm được một người thành công để quay. Và hôm nay Phượng kiếm được một cái người thành công là nguyên cái khu vực San Jose Phượng ở là có một cái tiệm vải, đó là người Việt Nam mình buôn bán từ đời này tới đời kia, coi như là đời ông nội ông ngoại rồi tới đời con đời cháu
nhiều đời á, buôn bán và thành công, cho Phượng quay, Phượng chia sẻ. Phượng rất là mừng được quay những cái người Việt Nam thành công. Thực sự Phượng bao giờ Phượng muốn quay những cái người mà không thành công, nhưng mà có này có kia, cuộc sống mà phải có giàu rồi có nghèo là chuyện bình thường thôi. Nếu mà mình nói mình đi quay những cái người giàu và những cái người nghèo thì mình không quay, thì cái lương tâm Phượng không có vậy. Rồi Phượng thấy cái gì thì Phượng quay cái đó thôi. Quay không phải là quay để đưa ra những cái nghèo khổ của người ta để cho bà con cô bác mình cười hay là Phượng cười, nhưng mà quay cái này á để cho tất cả cộng đồng trên mạng xem. Nếu mà ai giúp được cái gì thì giúp, riêng Phượng thì Phượng cảm thấy Phượng giúp cái gì được thì Phượng giúp thôi. Đó, chứ Phượng không có nghĩ là quay cái đó để đưa cái nghèo khổ của người ta mà để cười người ta. Thì hôm nay là được một cái chị chủ tiệm vải cho quay, mừng ơi là mừng luôn. Và lấy bộ dài ra bận, thích ơi là thích luôn. Rồi cái về cái con mình ngồi, bây giờ ngồi tâm sự với các bạn. Phượng rất là nhớ các bạn. Phượng muốn trong đầu á, Phượng muốn cố gắng tìm tòi những cái gì hay, những cái gì đẹp và những cái gì lạ ở bên Mỹ để Phượng chia sẻ cho tất cả các bạn xem. Nhưng mà nhiều khi tâm thì có, nhưng mà cái thực tế thì nó không có, khó tìm lắm. Ở trong lòng thì mình muốn đó, muốn quay những cái gì á, thậm chí Phượng muốn quay những người đại gia lắm, nhưng mà đại gia ta không có rảnh ta cho mình quay đâu. Có những người nghèo nghèo thì người ta rảnh ta cho quay, giống như cái video Phượng mới bỏ lên là cái chị mà đeo cái vòng chân, chị cũng tội nghiệp, mỗi người một cái số mạng. Thành thử ra mong tất cả các bạn xem đừng có buồn, đừng có cười, người ta thấy tội nghiệp lắm. Và hôm nay là ngày mấy cái tuần lễ hôm nay là ở bên Mỹ, là trong cái mùa Covid á, là cái chỗ Phượng đi làm cũng hơi vắng khách, cho nên Phượng có cái thời gian Phượng đi vòng vòng, Phượng quay, Phượng chia sẻ cho tất cả các bạn xem. Vòng vòng là vòng vòng ở gần nhà Phượng thôi, chứ không có vòng vòng đi xa, Phượng không có đi xa. Tại vì còn con cái mình nữa, đi xa nhiều quá mà chưa chắc để đi xa mà quay cái video lên các bạn xem nữa. Chủ yếu là cái đề tài gì cho nó có ý nghĩa thì các bạn xem, chứ các bạn đâu có nghĩ là ồ đi xa phải cái video bỏ lên các bạn xem mà ở gần các bạn không xem. Cho nên cái đó là mấy cái đắn đo, cái trăn trở để Phượng làm như thế nào mà cái đề tài và cái video cho tất cả các bạn xem. Nhiều khi tối về á, nằm gác tay lên trán suy nghĩ hôm nay mình quay xong cái video đó rồi mà không biết là ngày mai mình quay cái video gì, cái đề tài gì đây ta, cái đề tài gì mà mình không phải lấy cái đề tài của người khác để mình làm cái đề tài của mình. Cái đó là cái trăn trở, tại vì Phượng nhiều khi Phượng thấy người khác làm rồi Phượng không muốn làm, hay hoặc là những cái video của người khác làm rồi Phượng cũng không có thích nghe gì mấy. Phượng này Phượng nói thiệt là tại vì nếu mà mình nghe cái mình bắt chước cái lời nói của người ta, mình bắt chước lời nói, cho nên đó Phượng tự trong cái này là Phượng nói từ cái tâm, không phải là mình không giúp đỡ người khác. Nhưng mà nhiều khi đó, có những người thân thương của Phượng muốn Phượng giúp đỡ để coi cái video đó, coi để cho lên giờ hay hoặc là lên cái shop hay là được YouTube ủng hộ có nhiều tiền hơn. Nhưng mà mấy cái video mà Phượng làm là Phượng không có thích coi video của người khác. Phượng ủng hộ người đó là Phượng mở cái video lên để Phượng để đó thôi, chứ Phượng không coi. Tại vì coi nhiều khi cái trong cái đầu của mình sẽ nhập tâm, mà nhập tâm thì mình sẽ có cái ý định là mình sẽ bắt chước người đó, mà mình làm theo cái đề tài nó hơi giống, cho nên Phượng ít coi lắm. Phượng ủng hộ người đó là Phượng lấy cái phone Phượng lên là Phượng mở lên là Phượng dục ở đó, Phượng không coi. Tại vì Phượng nói thiệt, ai buồn Phượng thì buồn, Phượng không coi. Tại coi là nhập tâm là sẽ bắt chước giống y chang người đó, sẽ nói chuyện cũng hơi giống giống nữa. Cho nên những cái gì mà Phượng nói ra là Phượng không coi người khác. Phượng nói này, Phượng nói thẳng là Phượng không coi video của người khác. Người nào muốn Phượng ủng hộ, Phượng sẽ mở phone, Phượng bỏ đó, Phượng bỏ đi, Phượng không coi. Đó. Rồi nhiều khi mình cũng đắn đo, mình trăn trở lắm, mình không biết là ngày mai mình bỏ video gì cho nó không giống người khác.
Tại vì người ta đã ra cái đề tài trước mình rồi, mình bỏ lên nữa nó giống quá cho nên không muốn. Thành thử cái đó là cái khó mà làm cái kênh YouTube mà được bà con cô bác mà xem ủng hộ á, là cái đó là một cái khó. Làm sao để bà con cô bác, cái đó phải đặt câu hỏi, làm sao mà để được bà con cô bác thương mình mà coi cái video mình, ủng hộ mình, thì cái đó là Phượng phải trăn trở. Và Phượng nghĩ là cái đó từ xuất phát từ trong cái trái tim của mình xuất ra, thì thành thử ra mình làm cái gì làm hết mình. Và hôm nay Phượng ngồi đây Phượng tâm sự, Phượng rất là cảm ơn tất cả bà con cô bác đã xem cái video Phượng. Một lần nữa Phượng cúi đầu cảm ơn bà con cô bác nhiều lắm, và Phượng mong bà con cô bác hãy đón nhận bằng cái tấm lòng chân thành của Phượng. Và Phượng hứa là Phượng sẽ làm hết mình, và Phượng đem lại những cái tiếng cười và những cái niềm vui và những sự chân thật của Phượng tới với bà con cô bác. Phượng bye bye và Phượng hẹn lại bà con cô bác trong những cái video kế tiếp. Phượng bye bà con cô bác nha. Phượng hẹn gặp lại. Phượng bye bye.